Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Dạ, và bây giờ thì Cẩm Tú Cầu xin giới thiệu đến quý bà con cô bác một nghệ sĩ mà rất nhiều quý bà con cô bác vô cùng yêu mến, không chỉ là những vai diễn của anh mà còn cả những tác phẩm âm nhạc của anh nữa. Dạ, xin mời quý bà con cô bác cùng chào đón nghệ sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng, quán quân tình Bolero. Dạ, bà bác cho một tràng pháo tay thật lớn ạ, cảm ơn nhiều. Vỗ tay quá chứ. Dạ, nhường sân khấu cho anh nha. Em cảm ơn Khương Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên cho phép Bá Thắng gửi lời chào trân trọng đến quý bà con tại Ngôi Sao Miệt Vườn. Và hôm nay là ngày lần đầu tiên Thắng được đến đây trình diễn. Tuy là thời tiết không được tốt cho lắm, mưa gió quá, nhưng mà vẫn được sự ủng hộ của bà con, Thắng rất cảm động. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc mang tựa đề Cô Bé Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Bà con cùng vỗ tay được không ạ? Hôm nay về thăm nhà gặp cô gái đi qua, tôi cắt nụ hoa đào. Bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó, chúng nó ở xóm nhà, đúng không? Trên con đường thăm nhà đó, chúng nó ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thưa lá. Giờ sinh ra bé xưa buồn hòa hay dối khóc buồn, hai đứa một tâm hồn ít vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà tình hai đứa theo hoa. Cảm ơn con. Những câu chuyện nói đêm mong chờ dây mơ mỗi cung trời, mẹ hỏi đi đứa thôi, đưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Cô bé ngày xưa xinh đúng không ạ? Bà con là đồng ý không ạ? Dạ, mình lên sân khấu luôn em ơi. Cảm ơn.
khoan, đứng lại đã. Không, thấy mẹ chồng quá đã không? Hai tay hai còng luôn. Đó, nhẫn quá nhẫn luôn rồi. Cảm ơn ạ. Đó, đấy, vậy bây giờ là đi gặp mặt con dâu thấy làm sao? Đẹp. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ. Thật sự là tại vì là Thắng đang hát nhưng thấy cô hát theo nên mà kiểu giống như là Thắng rất thích mà khi mình trình diễn mà có người tương tác với mình á, mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Và một ca khúc nữa, một cái liên khúc rất là dễ thương. Và Thắng nghĩ là đêm nay hát đúng với hợp với ngữ cảnh luôn. Dạ. Liên khúc Đêm Tâm Sự và Mưa Nửa Đêm. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xa xôi, tôi vẫn là của người.
niềm vui và đêm đơn những giọt mưa cuối cùng. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ, đi hát mà được nghe chữ quá hay như vậy là quá sướng luôn. Hôm nay là trời mưa quá trời mưa. Con ở Sài Gòn mà con hồi hộp không biết là tối nay là chương trình có diễn ra hay không. Con cũng gọi cho ban biên tập thì ban tập là vẫn chơi như thường. Dạ, mấy hôm nay em hồi hộp lắm. Tháng ngày hôm qua thì tháng mới vừa đi quay xong 12 giờ đêm tháng mới hết cảnh quay. Rồi về tới nhà 1-2 giờ sáng. Cả ngày hôm nay Thắng cũng làm việc rồi. Rất là hồi hộp đến tối nay. Dạ, không biết là Thắng hát mọi người có hài lòng không ạ? Dạ, cảm ơn. Mọi người cũng biết rằng là Thắng làm rất nhiều vai trò đúng không ạ? Diễn viên, ca sĩ, đạo diễn. Em khoe mọi người luôn là tại vì em cũng đang đi học nữa. Dạ, bây giờ Thắng đang học thạc sĩ nghệ thuật học. tháng 10 tới á, thì Thắng sẽ phải ra Hà Nội để bảo vệ cái đề án của mình. Dạ, nếu mà được pass qua nữa thì tháng 6 sang năm đi ra quay trở lại Hà Nội để bảo vệ luận án thạc sĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 để đón một tháng 9. Dạ, chúng ta phải mở ra một cái cánh cổng mới đúng không ạ? Dạ, tháng 9, 14 tháng 9 sinh nhật của Thắng ạ. Dạ, em mở ra đón sinh nhật của em. Thank you. Và thật sự ra là phim ảnh, phim truyền hình cũng là một cái bước để cho Thắng tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Và hôm nay Thắng cũng không thể nào không hát được một ca khúc trong bộ phim mà được mọi người yêu mến. Một ca khúc trong bộ phim gọi Giấc Mơ Về. Cổng mặt trời chứ. Cổng mặt trời. Dạ, Giấc Mơ Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Cô bé thuộc không? Một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, Giấc Mơ Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Tôi vẫn đi qua những con đường quen. Bạn có nhớ đến tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên, nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hay tin là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau, mang theo anh em, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng chơi biết có nỗi đau vô cùng. Khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Bêu ngao câu hát anh chẳng theo về. Nơi nào mai ôm những bạn bè thân. Ôi mê mang quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên. Chào vỗ tay cho nghệ sĩ Hoa Hiền.
chuyện gì quên, nhớ hết những nụ cười. Oh, oh, oh. Ngày mai đây hãy tin là thế. Và khi anh còn nhận ra nhau, mang theo ánh nắng, mang theo tình cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng chơi mệt có nỗi đau vô cùng, khi dừng chân mới hai ta xa lạ. Hiểu ngao câu hát, anh chẳng theo về. Đời nào mai ơn những bạn bè thân, ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy thường chúng ta quên. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng trời biết có nỗi đau buồn, khi dừng chân mới hai ta xa lạ. Nếu ngao câu hát, anh chẳng theo về. Nơi nào mai ơn những bạn bè thân, ôi mê mang quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy thường chúng ta quên. Tôi vẫn đi qua những con đường quen, chuyện gì quên, nhớ hết những nụ cười. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Cảm ơn bác ạ. Nằm ngắm mây lướt qua bầu trời. Dạ, lời đầu tiên Hòa Hiệp xin gửi lời chào trân trọng nhất tất cả quý bà con của Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, nãy giờ chương trình cho em và cảm ơn cô, cảm ơn chị rất là nhiều. Nãy giờ Ngôi Sao Miệt Vườn cho em ngồi chờ, chờ muốn chảy mỡ luôn. Trong cái tim em đó đập thình thịch, tại vì thấy các thí sinh cũng như là các ca sĩ lên đây hát rất là vui và được bà con hưởng ứng rất là nhiều. Mà tại vì em thấy trễ quá rồi, không biết là ở dưới đây bà con có về ngủ sớm không. Em sợ lát ra xuống hát còn ghế không. Nhưng mà rốt cuộc đây còn rất là đông, rất là vui. Cảm ơn mọi người, một tràng tay thật lớn ạ. Cảm ơn chị ạ. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, được dạ. Cô dạ. Rồi, mời cô đứng. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, mình đứng chung với nhau đi ạ. Cảm ơn em. Dạ, máy đâu cô? Máy đâu? Dạ, rồi, rồi. Thôi, đứng vô luôn em ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Con cảm ơn cô. Và thật sự là bây giờ con hạnh phúc lắm. Dạ, con hạnh phúc lắm. Con thấy ở dưới đây các bà, các mẹ, các chị rất là đông. Và cho Hòa Hiệp những tràng pháo tay rất là nhiệt tình. Và chỉ còn... cũng hay là vẫn còn kịp, tại vì chúng ta đang còn trong mùa Vu Lan. Dạ, cho nên hôm nay con muốn hát gửi tặng cho các mẹ một ca khúc được không ạ? Tại vì các mẹ đây dễ thương quá. Nếu các mẹ đồng ý cho một tràng tay thật lớn với ca khúc Mẹ Là Vầng Trăng, xin mời tất cả quý vị cùng lúc nào cũng sáng như vầng trăng. Dạ, con cảm ơn các mẹ rất nhiều. Nhờ các mẹ đã hy sinh cả cuộc đời 9 tháng 10 ngày. Và thật sự khi mà mình có con rồi mình mới thấy cái sự hy sinh của mẹ cũng như là của cha rất là bao la. Và không có gì thể mình có thể mình trả ơn được. Dạ, dạ hôm nay thật sự là Hòa Hiệp có mặt ở đây là cũng nhờ sự kết duyên của Khương Dừa. Vừa rồi thì Hòa Hiệp có tham gia một cái vai diễn sầu riêng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền vào ngày 24 tây tháng 9, có phải không ạ? 20 tây tháng 9 phim sẽ bắt đầu chiếu. Hy vọng rằng tất cả bà con của Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ ủng hộ cái web drama sầu riêng sẽ rất hay. Xem coi Hòa Hiệp làm gì trong đó. Dạ, dạ con cảm ơn cô, giờ chụp lại nha. Và một ca khúc. Dạ nữa bà con. Nữa. Nhưng mà bà con mệt chưa? Con thấy cô cười là con thấy cô vẫn chưa mệt. Vẫn cô, còn cô tươi nói, như hoa. Cô nói là hát tới xa. Hả, trời ơi. Dạ không sao đâu ạ. Dạ Khương vừa chưa hát là Khương vừa đã tặng Yến ăn rồi ạ. Dạ nên Khương vừa nói là chút xíu ra gặp bà con ăn Yến đi để có sức phục vụ cho bà con ạ. Bây giờ hiểu ý thâm độc của Khương vừa rồi ạ.
Dạ, một cái liên khúc rất là dễ thương. Dạ, miền Tây quê tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Chưa bà con mờ rồi, muốn hát nữa không ạ? Nữa không bà con? Nãy thương nhất là có anh trai nào lén lén đi ra làm sao. Hiệp ơi, Thắng ơi, lát nhớ hát bài Cổng Mặt Trời nha. Thật sự là này tụi em không có tính hát bài Cổng Mặt Trời đâu ạ. Nhưng mà nhờ anh ấy nhắc khơi gợi lại ký ức cho nên tụi em quyết định là xin phép ban tổ chức cũng như là chương trình hát bài Cổng Mặt Trời phục vụ cho bà con. Biết là bà con có hài lòng không ạ? Dạ, cảm ơn bà con. Nhưng mà hôm nay Hiệp thấy không, ở đây á, có rất nhiều bây giờ mình gọi là người đẹp đi ha, mình gọi là người đẹp đúng không? Dạ, ví dụ như người đẹp tóc bạc này,
cái đường cong nó vẫn còn. Dạ, đứng lên, ngoại đứng lên để xem cho bà con thấy đường cong của ngoại như thế nào. Trời đất ơi, ngoại nào mà nhấp nhô được là nhấp nhô nha mọi người. Ngoại nắm tay con kéo ngoại mà ngoại kéo con muốn té sấp mặt. Dạ. Rồi. Nè, đó, ngoại đứng coi. Vậy, đó. Thấy đường cong không? Đây là giờ sao ạ? Ngoại nói á, bà ngoại á từ bên Mỹ về bà không có cái khu tóc bạc mà bây giờ nghe cái cháu này nói bà đổi đi đâu rất tiếc. Có cái cô bà tóc bạc tôi mến bà quá, ai lên bà cũng má tòng. Dạ hôm nay mưa má tòng ở nhà rồi. Rồi tôi thương hai cái chú mà song thai hát nữa. Dạ. Song thai là ai? Hả? Còn bây giờ hai bé song thân được không ạ? Cái này cũng giống như song thai đẹp quá. À, song thai. Ý cô nói là bà Thắng Hoài Hiệp giống như là song sinh vậy. À, đúng rồi, ông quên nó lộn. Phải rồi, hai cái chú cũng như hai con mắt nó không được tốt rồi. Dạ không sao, mắt con đâu có tốt đâu. Dạ con nhìn vậy thôi, có thấy gì đâu. Quá chừng, tôi nói ở bển tôi coi chương trình bởi vì tôi không có làm gì hết. Dạ. Tối ngày vậy thì coi vậy đó. Trời đất ơi, tuổi này mà làm gì nữa trời, tuổi này phải hưởng. Con cháu nó phải phụng dưỡng. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người, đồng ý cho một tràng tay thật lớn ạ. Rồi tôi cũng vỗ tay luôn đó nè. Tôi vui, tôi coi bữa nay tôi rất tiếc mà không có gặp cái cô gì dung văn dung vẻ vậy. À bé dung văn dung vẻ. Dạ. Nó đâu mất rồi. Dạ chắc cô kẹt xô. Bây giờ con nói ngoại nghe, ngoại vô gặp ngay Khương Dừa, ngoại kiểm điểm đi. Tại sao tôi nay tôi từ bên bay từ bên Mỹ về mấy tiếng, mấy chục tiếng đồng hồ mà gặp dung văn dung vẻ không thấy. Bây giờ bà đi dung văn dung vẻ rồi. Bà đi dung văn dung vẻ với chú Củi. Thường bữa là bà dung văn dung vẻ với Khương Dừa. Nhưng mà gian sắc Khương Dừa bị xuống rồi. Đi kiếm chú Củi rồi. Mày mới thế cái chú này. Đâu trời đất ơi. Ôi, trời con ơi. Gái mà. Trời đất ơi, đàn bà con gái chú nào. Con bé đó nó sắm một bộ đồ lộng lộn như vậy mà cái chú này. Trời ơi là trời. Nó mất cấp mấy tiếng đồng hồ. Cẩm tú cầu. Dạ. Nó mượn nguyên một trái dừa của Khương Dừa nó đổ vô. Vậy mà bà ngoại nói cái chú này. Trời đất ơi. Lên đây Cưng ơi, trời ơi là trời. Trời ơi. Em ơi. Con là con gái ngoại. Con gái. Dạ không sao, trời ơi, chứ con với ngoại mà đứng vô là hai chị em cũng đầu núi chập trùng lắm. Quên. Dạ vậy hả, trời ơi thương mà ngoại quá à. Dạ không có. Quên. Dạ không, nói đúng rồi chứ đâu có bậy vậy đó. Dạ, nói đúng rồi ngoại ơi. Dạ, dạ tại bữa nay là con đứng anh Khương Dừa, anh nói là anh thiếu một bóng hồng. Nên là con quyết định con làm bóng hồng của anh. Rồi dạ. Bóng hồng chưa quý vị? Dạ quá trời hồng. Dạ. Cái này giống như là ngoại. Mẹ của Khương Dừa. Trời ơi anh ơi. Chứ bóng hồng đâu mà bóng hồng. Trong khi ta dung văn dung vẻ ta lộng lẫy đúng không ạ? Đúng rồi. Và chứng minh đi không? Ngoài nói con lại công đạo con đẹp không? Thôi giờ không dám đẹp. Đẹp phải không? Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm không ạ? Thôi thôi trời ơi. Ngoài thương con thương cháu quá. Trời ơi dễ thương quá. Trời ơi tôi bảo tôi coi chút luôn vậy đó. Dạ. Rồi tôi muốn đi về đây nè. Dạ. Thôi thì bữa nay con lỡ con làm con gái rồi. Ôi mấy. Lỡ lắm. 30 đứa em tôi nó thích nè. Chở một xe lên đây. Trời ơi. Nhớ nha. Trời thương quá bắn tim cho 30 người em của bà ơi. Trời ơi quá trời quá đất. Dạ. 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 Cảm ơn Đài Vinh rất nhiều. Dạ. Quá trời quá đất ai cũng biết hết coi như là. Cái vụ mua cái gì không có biết cái đó. Trời ơi là ngoại theo dõi hết ai cũng biết hết ngoại ha. Trời dạ rồi. Bây giờ thì Hoàng Hiệp xin mời tất cả mọi người những người đẹp lên sân khấu giùm em được không ạ? Chẳng hạn như chị áo dài. Hai áo dài luôn nè. Áo dài màu đỏ màu xanh đẹp quá, hai cô lên sân khấu với em được không ạ? Dạ. Dạ. Mình tô đẹp, mình khen dạ. Cái vẻ đẹp dạ. người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Dạ. Thật sự ra là em thấy bây giờ anh nào cũng đẹp mà chị nào cũng xinh, nhưng mà mình lại đi first nha. Mình mời mấy chị lên trước ạ. Dạ, dạ mời mấy chị lên. Dạ, dạ em mời mấy chị lên đi. Trời ơi mình đẹp mà. Em có một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Dạ. Trời ơi bài này của em rồi quý vị ơi. Dạ mấy chị nào lên mấy chị cùng lên ạ. Dạ bây giờ chị nào đẹp cỡ em thôi là lên được. Quá sung luôn rồi, thiệt quá tuyệt vời. Yêu lắm mà xa lắm. Dạ hôm nay thứ bảy mình cùng quẩy 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 cho quý vị. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ có chuyện gì không phải mong các cô chú anh chị bỏ qua. Dạ vui gì mình phải vui như vậy, mình phải tưng tưng như vậy để cho mình trẻ phải không ạ? Dạ vui với năng lượng. Trời ơi sung quá trời. Trời ơi quý bà con. Mốt hai anh phải sắp xếp về làm một cái live show riêng hai anh đi khác. Em tính nói luôn, em tính nói rằng là không biết là bà con đây có ủng hộ không kìa. Xin anh Khương Dừa mượn cái sân khấu để mà làm một cái show ở đây tặng cho mọi người đồng ý không ạ?
Yeah. Tại vì để coi lịch thì sao đó, chứ ngày 14 tây tháng 9 sinh nhật bá Thắng đó. Nếu được thì là bá Thắng làm sinh nhật đây. Bữa đó là như là chỗ tổ, tổ luôn á. Dạ. Mình làm cái mini show. Rồi rồi quá trời rồi. Quá trời mấy chị rồi. Rồi, liên hệ Khương vừa đặt vé liền. Dạ. Sùng quá, dễ thương quá. Dạ. Dạ, một lần nữa thì chị nói là chỉ bao quy hàng VIP luôn rồi đó. Đó, cho. Dạ, một lần nữa bà Bá Thắng và Hiệp cảm ơn những tình cảm yêu thương của đại gia đình nhà mình đã đến với trời mưa gió mà vẫn đến đây để ủng hộ anh chị em nghệ sĩ cũng như đến ủng hộ cho sân khấu của anh Khương Dừa. Và một lát nữa đây thì vẫn còn những tiết mục đặc sắc nữa. Còn bây giờ thì Bá Thắng và Hiệp xin phép được tạm dừng phần trình diễn của mình ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con và một dịp gần nhất. Phần trình diễn của hai anh rất là dễ thương, rất là sung luôn. Nhưng mà tại vì ở phía sau còn hai nghệ sĩ nữa bà ông bác. Dạ, cho nên là bữa sau mình sẽ dành một đêm nhạc riêng cho hai anh quẩy từ 6 giờ. Một cái mini show chiều luôn. Dạ, một lần nữa Hòa Hiệp xin cảm ơn tình cảm tuyệt vời của mọi người. I love you. Quá dễ thương. Dạ, cảm ơn anh Hòa Hiệp. Thôi ơi, dạ hồi xưa là em mê anh Hòa Hiệp với anh Bá Thắng dữ lắm luôn á, mà hồi đó giờ mới... giờ không mê hả? Dạ cũng mê chút đỉnh. Tại hồi xưa là em mới có mấy tuổi, em đi học cấp 2 thôi, mà bây giờ nhan sắc em nó suy sụp rồi, mà hai ảnh vẫn còn đẹp bình thường. Là sụp luôn rồi phải không? Không cứu được nữa phải không? Dạ hết cứu rồi. Dạ quý bà con cô bác thân mến, hồi nãy có một người chị là trong gia đình của bà cô là 30 người lên đây để xem chương trình á, yêu cầu Khương Dừa hát. Trời ơi, nãy cô không nói sớm. Thôi, bây giờ ơi. Tại vì còn hai nghệ sĩ nữa, nhưng mà lát để khác Khương Dừa chen vô hát với nghệ sĩ. Chứ giờ mà Khương Dừa hát là hai người kia còn đợi nữa. Vui vẻ hả? Dạ, hâm như vậy để ưu tiên cho nghệ sĩ trước đi ha. Chứ người ta đợi hồi 8 giờ chiều sáng. Ủa 8 giờ chiều tới giờ, 8 giờ tối tới giờ. Dạ, và bây giờ không khí quá vui đúng không bác? Giờ mình sẽ trở lại những không khí sâu lắng. Dạ rồi. Đó, đó. Dạ, bà bắt cho Khương Dừa tràn pháo tay với bài hát Màu Tím Anh Buồn của Ngọc Hạnh. Cho anh lăng nhỏ xíu xíu đi để ảnh hưởng bóng mát xung quanh. Lục bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Yêu màu tím lục bình, anh lội qua sông hái tặng em hoa tím lục bình. Em cười nhìn anh, em nói rằng anh khờ ghê đi. Rồi hẹn mùa sao khi trầu cảo sông thắm một màu. Áo cưới cô dâu em muốn mãi màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình. Em trả lời anh tím chung tình tím của hồng. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta. Em đã quên câu ước hẹn ban đầu, câu chung tình màu tím qua xưa. Một mình đơn côi bao đêm dài thương mối tình ta. Thương dòng sông nay vắng con đò, cho tình ta dở dang câu hò. Bên dòng sông màu tím lúc sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Ơi lục bình ơi, sao người ta đi mãi không về. Vẫn còn bên tai em yêu màu tím lục bình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Nhiều. Dạ, chút nhiêu đó đủ rồi ha. Dạ, con cảm ơn. Để còn dò số nữa để cho quý bọn bác mình về nghỉ ngơi.
Dạ. Dạ hay không cả nhà mình? Phải nãy chị nói sớm cái em hát sớm được rồi. Dạ, dạ con cảm ơn. Quý bà con cô bác yêu thương. Dạ con cảm ơn nhiều. Và muốn nghe giọng hát của anh Khương. Dạ lần sau hy vọng làm show làm live show hơn. Dạ. Mình dạ rồi. Cái live show hẳn để tặng cho quý bà con. Dạ quý bà con bác thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần rút thăm trúng thưởng với sự hỗ trợ của Hải Châu và Cẩm Tú Cầu. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ có ba hai phần quà của Khương Dừa, ba phần quà của Thùy Kim Khiết và một phần quà là một bộ mỹ phẩm của Dung Văn Dung Vẻ, mỹ phẩm 4D nha quý ông bác. Và mình sẽ rút hai phần quà của Khương Dừa trước. Một phần quà là sẽ có một cái dầu phủ bạc hiệu Hai Ông Xui với lại một cái tinh dầu kháng khuẩn chăm sóc răng miệng rất là tốt để quý bà con bác mình bảo vệ răng miệng. Rồi bây giờ Khương Dừa sẽ kêu số đầu tiên nha. Dạ rồi quý bà con cô bác, ngày hôm nay là trời thời tiết hơi xấu xíu nhưng mà mình ít ít người, xác suất trúng thưởng mình cao quý bà con cô bác ha. Dạ quý bà con cô bác có muốn nhận quà không ạ? À? Dạ rồi bây giờ tụi em sẽ mang đến dòng loại lô tô đầu tiên với phần quà đầu tiên là một quà tặng phẩm từ phủ bạc Hai Ông Xui và tinh chất thảo mộc. Dạ. Dạ cô rồi bác. Số đầu tiên, dạ mời cô bác chuẩn bị số. Dạ rồi quý bà con cô bác để ý trên tấm vé của mình nha. Vô anh. Nhạc. Nhạc. Dạ xin mời quý bà con cô bác bắt đầu. Để do con số gì đây cờ ra con máy. Để con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Để con số gì đây, con số gì đây cờ ra con máy. Để con số gì đây, con số gì đây, con máy gì ra. Máy gì ra. Máy gì đây, con máy gì đây. Lục bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Ơi lục bình 2689 2689 thưa quý bà con cô bác. Dạ mình kiểm tra tên vé, trên vé của mình nha. Sợ đi về, sợ bằng 2689 cả nhà mình ơi. Dạ coi kỹ kỹ nha quý bà con cô bác ơi. Có ai 2689 không à? Dạ đi về rồi quá. 2689 lần thứ nhất á. 2689 lần thứ hai. Về rồi. Dạ 2689 lần thứ ba. Dạ em xin phép bốc phiếu khác. Rồi tới em đi. Dạ. Con máy gì ra cờ ra con máy. Để con máy gì ra con máy gì ra con máy gì ra. Để con máy gì ra con máy gì ra cờ ra con máy. Để con máy gì ra con máy gì ra con máy gì ra. Máy gì ra. Máy gì ra máy gì ra cờ ra con máy gì đây số gì đây cờ ra máy gì đây máy gì đây máy gì đây máy gì đây. Cái duyên ba sinh cái nợ mà vô tình vì chuyện gia đình mà đi phải xa lang tình lang. 0938 à. 0938. Dạ. 0938. 0938 à, có ai không ạ? Dạ rồi, rồi đó, chúc mừng cô. Dạ phải không ạ? 0938. Dạ hợp lệ. Dạ rồi, chúc mừng cô. Rồi nhạc nhỏ xíu cho em. Dạ đây, chúc mừng con nè, không nhiêu số nhiêu ạ? À? Dạ 0938. Dạ rồi cảm ơn cô nha. Dạ rồi hợp lệ cho biết bà con cô bác ơi. Rồi tới mấy gì ra. Mấy gì ra con mấy gì ra. Mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra. Lần cuối gặp nhau là khẽ nói thương mãi nghe anh. Em yêu anh chân thành. Nếu duyên không thành thì mới là cắt tóc vô chốn thiện môn. 0334. 0334. Dạ 0334 ạ. Rồi một phần quà của mình là dạ bộ phủ bạc Hai Ông Xui và tinh chất thảo mộc. Dạ anh. Rồi em mời anh lên nè, chúc mừng anh trai. Dạ ổng trúng mà ổng không chịu lên, ổng đưa bà xã rồi lên ơi. Bà xã không chịu lên kêu ổng lên. Dạ cuối cùng ảnh phải lên. Dạ chúc mừng anh nha. Dạ số nhiêu ạ? À? Dạ đây gửi anh. Dạ 0334 đúng không? Dạ rồi tới em nè. Dạ rồi quý bà con cô bác nào mà chúng ta có nhu cầu phủ bạc hoặc là chúng ta muốn có sản phẩm vệ sinh răng miệng thì chúng ta nhớ ủng hộ sản phẩm của anh Khương Dừa nha quý bà con cô bác. Dạ, ơi con số Khương Dừa cầm trên tay là 4 số. Bây giờ Khương Dừa kêu số đầu tiên nha. Dạ con số gì đây, con số gì đây. Dạ xin chào anh Lâm là con số 0. Xin chào chị Thư là con số 4. Xin chào chị Sa là con số 3. Hay quá. Xin chào anh Nam là con số 8. Con 0438. Dạ 0438. 0438 quý bà con cô bác ơi. Dạ có ai có anh đi về anh chạy dạ, mình trời ơi anh xém đi về rồi. Dạ dạ chúc mừng anh. Thôi ơi anh ơi sao mỗi lần các anh nam là cứ trúng bộ mỹ phẩm thôi. Lại nam có xu hướng xài mỹ phẩm. Đây là bộ mỹ phẩm của Danake 4D. Nhiều quá hả? 0438. Đúng rồi chúc mừng anh nha. Rồi chúc anh trắng da đẹp lòng.
Dạ, tiếp theo C. Dạ, còn hai phần quà, ba phần quà nha quý bà bác. Số gì đây con mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, từ đây xa cách vẫn mong có ngày gặp lại. Trần gian nàng ơi, sao trời chia cách đôi ta, cuối sinh thanh hoàng đừng cách chia đôi tình ta. 0753 0753 0753 0753. Dạ 0753 thưa quý bà con cô bác. Dạ mình kiểm tra trên lá vé của mình nha. Dạ 0753. Dạ, dạ 0753 lần thứ nhất ạ. Bác hả? Bác trúng hả bác? Không phải, không phải. Không phải, dạ. Đâu, đây, đâu, đâu, đâu. Trời ơi. Ôi, chị gái. Trời ơi, mẹ chị quá. Của em luôn. Chị mới tặng quà cho em thì chưa trúng rồi. Không. Dạ 0753 rồi, chúc mừng chị. Dạ một chiếc vòng đeo tay của Thùy Kim Khiết. Dạ một chiếc vòng phong thủy đến từ Kim Khiết, trang sức kim cương. Dạ rất là đẹp luôn. Rồi. Chiêu tài chiêu lộc cho cả nhà mình nha. Tổng tú cầu đưa lộn quà rồi, đáng lẽ ủa? Là ba cái này trước rồi mỗi mỹ phẩm sau cùng, nhưng mà thôi đã lỡ trao rồi thôi nha. Ủa dạ, ba cái này trước rồi tới bộ mỹ phẩm sau. Rồi tiếp theo dạ, cứ ngẫu nhiên may mắn rồi, tới cô vừa nha, cô vừa kêu giống hồi nãy nha, để chào bọn bác nha. Dạ xin chào anh Công là con số 0. Dạ xin chào chị Ba là con số 3. Dạ xin chào chị Tính là con số 9. Và xin chào, xin chào cụ Mịn là con số 9. Dạ 0399. Dạ 0399 quý bà con cô bác ơi. Ủa? 0399 à. Anh Tâm lấy ai cho số anh vậy? Rồi một ông anh ở trong hậu quán, chắc bà ông bác đi về rồi gửi số cho ảnh rồi nè. Cụ Mịn là cụ gì anh? Cụ Mịn. Cụ Mịn à. Bà cụ dạ. Mịn á. Dạ là cụ Mịn ở trên kênh của anh, chắc bà ông bác xem lâu bà ông bác biết. Dạ 0399 à, chúc mừng anh nha. Dạ chúc mừng anh Tâm. Ai đưa phiếu cho anh vậy? Của ngoại. Dạ của bà ngoại hả? Rồi rồi cảm ơn anh. Còn một phần quà nữa nha bà ông bác. Dạ còn một chiếc vòng tay phong thủy đến từ Kim Khiết, trang sức kim cương nha quý bà con cô bác. Chúc quý bà con cô bác may mắn. Mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, cho nhắn gửi bạc liễu mấy lời không có càng tình không đôi dời. Dù đi xa trăm hướng ai ngồi thấu lối ngoài hương bạc liễu thương quá hình bóng quê nhà. Bạc liễu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng bạc liễu là xứ cơ cầu, dưới sông ca chôn trên bờ Diều Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. 0236 0236. Dạ 0236 thưa quý bà con cô bác ơi. 0236 ai ạ? Dạ, à? Chưa có người trúng bà con bác. 0236 cả nhà mình bình tĩnh nha. Dạ rồi 0236 lần thứ nhất ạ. À. Dạ kiểm tra trên lá vé của mình nha quý bà con cô bác ơi. Rồi lần thứ hai ạ. À. Dạ chưa trúng. Lần thứ ba. Rồi bóc kêu dạ. Số khác. Số này kêu luôn kìa, không biết số gì đây. Số gì đây, số gì đây, crack con mấy con mấy gì đây, số gì đây, crack mấy gì đây, mấy gì đây. Yêu thương người yêu thương, ta yêu luôn những thú qua đường già, yêu quê nhà yêu quê, ta yêu luôn những trái tim Việt Nam. 0318 0318 0318 trời ơi. Dạ rồi. Chúc mừng cô mày. Xin gửi lại cảm ơn đến tất cả quý bà con bác đã đến ủng hộ đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn, và cũng xin gửi lại quý bà con bác đã theo dõi livestream, và cũng xin bà con bác xung quanh dạ nếu có làm phiền xíu xíu cũng bạn bác cũng thông cảm giúp người vừa ha. Dạ bữa nay vì thời lý do thời tiết cho nên chương trình kéo dài hơi trễ xíu. Dạ rồi Khương Dừa xin gửi lại cảm ơn đến hai nhà tài trợ của đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn, đó là Kim Khiết Trang Sức Kim Cương và nha khoa Anna. Dạ hẹn gặp lại quý bà ông bác vào đêm nhạc tuần sau và gần nhất là ngày mai đêm Loto Ngôi Sao Miệt Vườn vào lúc 19 giờ dạ chủ nhật ngày 1 tháng 9 2024. Dạ bà ông bác nên nhớ giùm Khương Dừa vào phát sóng của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn nha, 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt và xin hẹn lại. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều, chúc quý bà con cô bác một đêm thật ngon gió cả. Dạ chào tạm biệt cả nhà mình. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác. Trời ơi nguyên gia đình. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.